Hôm nay thì theo lịch của trung tâm đào tạo của bệnh viện Mai, tôi có bài giảng về cập nhật chẩn đoán và điều trị sỏi tiết niệu. Về phần đại cương thì sỏi tiết niệu thường gặp khoảng 2 đến 12% dân số trên toàn cầu. Sau đó nam thì gấp 3 là nữ, chiếm 12%, nữ là 4%. Ở Việt Nam thì số bệnh nhân điều trị tại các khoa tiết niệu với chẩn đoán là sỏi 40 đến 60% các trường hợp, tức là ở các khoa chuyên về điều trị tiết niệu ấy, thì có đến 40 đến 60%. Về chẩn đoán thì chủ yếu dựa vào cận lâm sàng, còn lâm sàng chủ yếu tính chất gợi ý thôi. Về theo dõi và điều trị sỏi tiết niệu thì gồm có nội khoa và ngoại khoa, có nhiều phương án điều trị sỏi khác nhau tùy thuộc vào bản chất, cơ chế, bệnh sinh, vị trí và kích thước của sỏi. Đây là vị trí của thận, các quý đồng nghiệp nhìn rất là rõ cái vị trí của sỏi hay ở các vị trí số 1 đó là vị trí ở nhóm đài trên, số 2, số 3 đài, số 2 là đài giữa, số 3 là đài dưới, số 4 là bể thận chỗ bắt đầu đổ niệu quản, còn số 5 là niệu quản, thì số 6 ở điều đoạn 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 man giữa, và số 7 là phía niệu quản sát cho bàng quang và bàng quang. Thì nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh thì sỏi tiết niệu do nhiều nguyên nhân gây nên và nhiều nguyên nhân cùng phối hợp để tạo sỏi. Những sỏi thường gặp là sỏi canxi uric, sỏi su vít, oxalat và xít tin. Sỏi canxi thì chiếm 90% trường hợp. Thường là nguyên nhân là nước tiểu quá bão hòa với muối canxi, có thể do thiếu hoặc giảm citrat niệu. Vì citrat có tác dụng ức chế tích kết tinh các muối canxi khi có toan máu, nhiễm khuẩn tiết niệu, kali máu, citrat niệu thường giảm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo sỏi. Về sỏi axit uric thì do tăng axit uric máu như trong bệnh gút gây nước tiểu quá bão hòa axit uric và tạo sỏi. Trong điều kiện nước tiểu axit thì axit uric càng dễ kết tinh. Đối với sỏi su vít thì nguồn gốc là nhiễm khuẩn tiết niệu, vi khuẩn tiết ra men urea làm phân hủy ure tạo thành ammoniac. Ammoniac bị phân hủy tạo thành ammonium và OH gây kiềm hóa nước tiểu. Cái su vít được tạo thành và tạo điều kiện nước tiểu kiềm hóa thì trong 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 điều kiện nước tiểu kiềm hóa thì khó hòa tan và tạo sỏi. Còn sỏi oxalat thì nguồn gốc có thể do di truyền gen lặp lại trên những sắc thể thường gây loạn dưỡng oxalat. Tăng oxalat niệu tạo điều kiện tạo sỏi của oxalat canxi ngậm một phân tử nước. Sỏi oxalat phối hợp khẳng định với lắng đọng canxi. Về sỏi xít tin thì do rối loạn chuyển hóa xít tin ở ống thận và ở niêm mạc ruột, nguyên nhân do di truyền gen lặn nằm trên nhánh ngắn của nhiễm sắc thể thứ 14. Sỏi tin thường đi với một bệnh cảnh bệnh lý ống thận di truyền đa niệu hoặc kali máu. Trên thực tế lâm sàng sỏi thận tiết niệu thường là sỏi hỗn hợp từ một vài sỏi đầu tiên không có canxi như là sỏi su vít, sỏi axit uric hay xít tin, nhưng sau đó lắng đọng canxi. Vì vậy sỏi thận tiết niệu thường là sỏi cản quang. Đây là các loại hình ảnh của sỏi đấy. Thứ một là cái sỏi oxalat được canxi. Sỏi thứ hai đó là sỏi axit uric. Tiếp theo là sỏi phosphor. Phosphor mà magie đấy. Thứ tư là sỏi xít tin. Thứ năm là sỏi do tạo thành từ thuốc trong quá trình uống. Các loại thuốc, một số loại thuốc mà cũng gây ra. Về biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng ấy, thì biểu lâm sàng thì rất là đa dạng tùy thuộc vào vị trí của sỏi và độ to nhỏ của sỏi và các biến chứng do sỏi gây ra. Triệu chứng lâm sàng còn có thể liên quan đến loại sỏi như canxi su vít hay là xít tin, có thể có tiền sử đái sỏi hoặc nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát nhiều lần. Biểu hiện lâm sàng như đái buốt, đái rắt, đái đục, đái mủ có tái phát nhiều lần, có thể đái ra sỏi. Biểu hiện lâm sàng thì tiếp theo đó là đau. Có những bệnh nhân có cơn đau quặn thận, đau thường khởi phát từ các điểm niệu quản lan dọc theo đường đi của niệu quản xuống phía hõm mu, cũng có khi đau xuyên ra hông lưng, có khi nôn và buồn nôn. Nguyên nhân đau thường do sỏi di chuyển từ trên đài để thận xuống gây căng niệu quản, tăng áp lực trong lòng niệu quản và co thắt niệu quản. Vì vậy sỏi thường chúng ta thấy thường các bệnh nhân cơn đau quặn thận thì thường hay phát hiện sỏi niệu quản do nó đang di chuyển.
những cái sỏi mà rất là to nằm ở bể thận và các bài thận thì thường ít khi bệnh nhân có triệu chứng. Dụ như là đấy, ví dụ như là nó sỏi to như thế ở bể thận hoặc các cái nó nhiều khi chỉ đau ở mình thôi. Các sỏi niệu quản thì rất là nhỏ, di chuyển cũng thường gây cơn đau, thì nó dịu hơn. Đau vùng lưng còn có thể do ứ nước bể thận, do sỏi trung bình hoặc to ở niệu quản gây tắc nghẽn niệu quản. Đau vùng lưng âm ỉ đôi khi có thể là một biểu hiện lâm sàng của viêm mật thận cấp do sỏi. Đau kèm theo là bí đái, có thể do sỏi đã tắc, xít tắc ở tổ cổ bàng quang hoặc lòa da niệu đạo. Tất nhiên thì mình cũng có một số trường hợp đến với bác sĩ là kêu đau, nhưng mà khi khám ra thì lại chỉ không rõ, này chỉ là đau vùng ngay cột sống nhỉ, sống cột sống thắt lưng, thì những trường hợp đấy là không kiểm tra ra thì không thể có sỏi, hoặc đau phía xuống dưới hai phần 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 phần, phần mông ấy. Nhiều khi bệnh nhân cũng đánh giá cũng chính xác đau lưng. Phần tiếp theo của biểu hiện lâm sàng là đái máu, có thể đại thể hoặc như thể, và là biến chứng thường gặp của sỏi thận tiết niệu, nhất là khi sỏi đang di chuyển bên trong niệu quản gây đau kèm đái máu. Cái phần triệu chứng tiếp đó là đái buốt, đái rắt, đái mủ là biểu hiện của nhiễm khuẩn tiết niệu. Sốt thì sốt cao rét run kèm theo triệu chứng đau vùng lưng, bí đái, đái buốt, đái rắt, đái mủ là dấu hiệu của viêm thận bể thận cấp. Các dấu hiệu khác biểu hiện của tắc nghẽn đường bài niệu đó là đái tắc từng lúc, đái ngập ngừng thì gặp trong trường sỏi bàng quang, mỗi lần viên sỏi ra cái chỗ niệu đạo sau ấy, thì bắt đầu nó làm cho nước tiểu nó không ra được nữa, nó ngừng lại. Đái tắc hoàn toàn như là sỏi niệu đạo ngay phía ngoài niệu đạo luôn, không đái nữa. Thận to ứ nước của bể thận do sỏi niệu quản hoặc sỏi bể thận chỗ đổ ra niệu quản. Đây là các vị trí sỏi đây. Sỏi trên này là sỏi chỗ bể thận đổ ra niệu quản. Đây là sỏi niệu quản và đoạn giữa, niệu quản đoạn và dưới. Cái sỏi chỗ bể thận đổ ra niệu quản thường đau vùng lưng, lan xuống về mu, và đối với nam thì có lan xuống vùng tinh hoàn. Về triệu chứng cận lâm sàng thì đầu tiên phải nói đến phần chẩn đoán ngay, đó là chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị phát hiện sỏi quản quang, và tiếp theo là chụp UV xác định chính xác vị trí của sỏi cản quang, đồng thời đánh giá được chức năng thận từng bên. Chụp UV cũng có thể phát hiện những sỏi không cản quang. Còn giờ chụp thận ngược dòng như hay có UPR khi cần thiết, trong trường hợp có tình trạng tắc nghẽn nhưng khi phim chụp thường không phát hiện được sỏi, chụp UV thận thì không ngấm thuốc do tình trạng tắc nghẽn. Chụp bể thận niệu quản qua da và qua bể thận khi có tắc nghẽn rõ mà UPR không làm được, trong trường hợp này chống chỉ định do nhiễm trùng bàng quang nặng hay do làm bị thất bại. Chụp CT scanner để xác định chính xác vị trí kích thước này. Tiếp theo là phần siêu âm phát hiện sỏi bể thận và một số sỏi niệu quản. Soi bàng quang thì nhằm phát hiện sỏi bàng quang, tình trạng viêm bằng niêm mạc bàng quang hoặc là cái sỏi chỗ từ niệu quản đang đổ đang thò ra phía thành bàng quang. Đây là cái sỏi chỗ niệu quản này. Hình ảnh chụp đây là hình ảnh chụp UV rất là giãn xuống tận niệu quản. Chụp UV là người ta sử dụng phương các chế phẩm chứa iốt, tức là thuốc cản quang đấy. Trường khó nó sẽ khó xác định đối với sỏi nhỏ dưới 4 mm. Chụp UV còn có thể thấy được những bất thường về giải phẫu như là bất thường về hình dạng bể thận này, hội chứng chỗ nối này, bất thường về số lượng và đường đi của niệu quản. Mình có thể nhìn thấy có những bệnh nhân là nhìn thấy hai niệu quản, ví dụ thế, hai bể thận, hai niệu quản. Nguy cơ vỡ bể thận đối với trường hợp mà thận đã giãn rồi mà lại dùng biện pháp ép có thể gây ra vỡ. Độ nhạy và độ hiệu đặc hiệu thì tất nhiên là thua không không bằng so với chụp MST là chụp có tiêm thuốc. Đây là chụp UV đấy. Đây hình ảnh bên
bên thì ở bên 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 trái thì nhìn thấy từng các cái vị trí như đài thận rồi gì hiệu quả này, còn bên phải là hình ảnh điển hình của một cái chụp UV, nhìn thấy rất rõ các cái bể thận này, các nhóm đài trên này dưới, rồi đường đi của niệu quản rất rõ xuyên tận bằng quang, thuốc cũng xạ đúng đa số bằng quang rồi. Về ngoài cái phần cận lâm sàng về chẩn đoán hình ảnh thì tiếp theo là các cái xét nghiệm khác như là nước tiểu, để tìm nguyên nhân nhiễm khuẩn tiết niệu và đánh giá cái chức năng thận như là urate máu, creatinine máu, mức lọc của thận, và xét nghiệm những cái chức năng thận để phát hiện tình trạng suy thận. Các xét nghiệm khác đó là xét nghiệm giúp tìm nguyên nhân như acid uric máu này, acid uric niệu này, thăm dò tuyến cận giáp. Đấy, những cái trường hợp mà có cường cận giáp, TTH rất là cao ấy, thì sỏi, những trường hợp này cũng rất là nhiều. Định lượng CT niệu về chẩn đoán xác định thì dựa vào gì? Dựa vào tiền sử, dựa vào chẩn đoán cận lâm sàng, nhất là hình ảnh, chẩn đoán hình ảnh và những cái xét nghiệm máu nước tiểu giúp thêm hỗ trợ thêm. Về tiền sử thì bệnh nhân cũng có những bệnh nhân có tiền sử đau ung lưng và đau cận thận, có tiền sử té máu, các triệu chứng của biến chứng rồi như là nhiễm khuẩn tiết niệu, thận to, nghi ứ nước, ứ mủ. Về X quang thì xác định sỏi cản quang, chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị hoặc sỏi không ẩn quang thì phải chụp UV, trong trường cần thiết chụp MR, UPR hoặc chụp bể thận niệu quản qua da. Những trường hợp cần thiết là như thế nào? Ví dụ như là trường hợp chụp khi mà chụp X quang hay tiết niệu không chuẩn bị nó không rõ chẳng hạn, mình muốn chụp cái UV, nhưng nhiều trường hợp là một là UV có thể không thấy, nó thận không còn bài tiết chẳng, hoặc là những bệnh trường hợp mà suy thận, những trường hợp suy thận kết hợp suy thận rất là nặng rồi, nhưng một cái thận trên siêu âm thì nó rất là giãn, thì người ta chụp UPR thì lượng thuốc không vào máu mà nó chỉ xoay niệu quản lên và người ta bơm trực tiếp lên, để trong trường hợp này thì nó không có tình trạng là thuốc cản quang tiêm vào cho tĩnh mạch, nó cũng an toàn nhưng mà nguy hiểm, nó có cái nhược điểm là dễ gây nhiễm trùng ở dòng thôi. Hoặc là chụp bể thận niệu quản qua da. Tiếp theo là chụp CT scan thận tiết niệu, cái này thì xác định được vị trí và kích thước. Để chụp cái này thì có cũng có chụp không tiêm thuốc và chụp tiêm thuốc. Chụp không tiêm thuốc thì đối với đa số các sỏi cản quang này, rồi sỏi to là sẽ thấy được các vị trí, nhưng một số trường hợp sỏi là không cận quang, kém cận quang, vị trí nó ở phía siêu niệu quản có thể không thấy thì phải dùng tiêm thuốc. Về siêu âm thì phát hiện, tất nhiên là phát hiện được sỏi ở bể thận, đài thận và một số cái sỏi niệu quản ở đoạn qua trên và ba dưới. Về nguyên nhân thì để mà chẩn đoán trên lâm sàng thực tế mà để chẩn đoán được nguyên nhân rất là khó, nhưng mà một số cái gợi ý, ví dụ những bệnh nhân là ăn uống chế độ nhiều canxi này, độ nhiều những bệnh nhân ăn nhiều các chất đạm như là hải sản hoặc là các thịt đỏ đen ấy, ví dụ thịt bê các thứ thì xét nghiệm acid uric rất là cao cao. Những bệnh nhân mà có tiền sử hay bị nhiễm khuẩn tiết niệu thì khả năng và tạo sỏi dần dần, những cái bệnh nhân này thì thường phải theo dõi quá trình dài thì mình theo dõi và nghĩ nhiều là do sỏi xuống vít. Còn cường cận giáp thì thường sỏi canxi, cường giáp thì khi mà mình nhìn thấy hai cái thận rất là nhiều sỏi rải rác, mình làm thêm cái TTH máu rồi thì kết hợp siêu âm thì cận giáp nữa. Còn ngoài ra có loạn sữa cystine oxalic để chẩn đoán biến chứng thì nhiễm khuẩn tiết niệu thì là một trong những biến chứng hay gặp, và lâm sàng thì có biểu hiện đái đái buốt, đái giáp, đái da máu, đái da mủ bồi bại, đặc biệt là hội chứng bằng quang. Tất nhiên thì cũng có nhiều trường hợp nhiễm khuẩn tiết niệu nó không có triệu chứng, nhiễm khuẩn tiết niệu không triệu chứng khá nhiều. Xét nghiệm thì có vi khuẩn niệu, bạch cầu niệu, triệu chứng các biến chứng tiếp theo của sỏi tiết niệu là đái máu đại thể, thường đi kèm với cơn đau quặn thận.
có thể chỉ có đái máu vi thể thôi. Thế nên nhiều trường hợp mà xét nghiệm nước tiểu thấy có hồng cầu niệm thì mình quan trọng phải đi tìm xem là trên thận tiết niệu nó có viên sỏi không, ở đây phải tìm kỹ để loại trừ nguyên nhân như viêm cầu thận hoặc là những nguyên nhân khác. Đi đái cũng là một trong những biến chứng của sỏi tiết niệu, do sỏi là chít hẹp ở cổ bằng quang và sỏi niệu đạo. Chẩn đoán biến chứng tiếp là phần viêm thận bể thận cấp hoặc là viêm thận bể thận mạn. Viêm thận bể thận cấp thì biểu hiện rất là rầm rộ như sốt cao, rét run, đau vùng lưng một hoặc hai bên, kèm theo đái mũi, đái giáp, đái mủ. Xét nghiệm có biểu hiện của nhiễm khuẩn tiết niệu, bạch cầu niệm, vi khuẩn niệm, có vô tín niệu không nhiều, có bạch cầu máu tăng, chủ yếu là bạch cầu đa nhân dương tính, đôi khi là cấy có cấy máu dương tính. Đối với trường hợp viêm thận bể thận mãn tính là hậu quả của viêm thận bể thận cấp tái phát nhiều lần hoặc kéo dài, dẫn đến tình trạng xơ hóa tổ chức kẽ thận, gây giảm chức năng cô đọng của thận lâu dài, xơ hóa cả cuộn mao mạch của thận, gây ra suy giảm chức năng lọc. Thì biến chứng tiếp theo đó là ứ nước bể thận, thì là biến chứng cấp tính nặng nếu tắc nghẽn hoàn toàn niệu quản, bể thận giãn to và sau 6 tuần nhu mô thận có thể không phục. Những trường hợp này thì nhiều trường hợp thấy đài thật dạng to, sỏi niệu quản sau khi mổ giải thoát giải phóng cái sỏi rồi, nhưng mà cái thận nó khó hồi về cái tình trạng hết giãn. Nên nhiều chúng ta sẽ gặp bệnh nhân là sau mổ mặc dù hết sỏi rồi, một vài tháng sau đài thật vẫn còn giãn, chưa về không về bình thường. Về ứ mủ bể thận thì đau vùng thận này, đái buốt, rắt, thận to, sốt, nước tiểu đục, siêu âm đài thận giãn, X quang hay tiết niệu có sỏi niệu quản hoặc bể thận chỗ đổ vào niệu quản. Xét nghiệm nước tiểu biểu hiện viêm rõ như là bạch cầu, vi khuẩn niệu. Về chẩn đoán biến chứng tiếp theo đó là suy thận cấp. Suy thận cấp có thể do tình trạng tắc nghẽn nặng hoàn toàn hoặc gần hoàn toàn cả hai bên niệu quản. Biểu hiện lâm sàng là vô niệu, xét nghiệm ure, creatinine, kali, máu tăng nhanh, toàn chuyển hóa. Cái trường hợp suy thận cấp này thì nó hay gặp nhất ở những bệnh nhân mà có một thận, còn một thận chẳng hạn, hoặc là một cái thận nó đã, bản chất nó đã trước đây đã từng bị sỏi rồi và biến chứng và mất coi như hỏng mất một thận rồi, còn một thận nữa. Thì cái thận này đến khi mà có sỏi nó xuống chỗ niệu quản, nó gây ra tình trạng vô niệu, thường là hay gặp những đối tượng như vậy. Suy thận mạn thì do viêm thận bể thận mạn là hậu quả nặng nề nhất của sỏi tiết niệu thận, vì không còn khả năng hồi phục do thận nó xơ hóa dần. Tiếp theo về phần điều trị thì ở đây có mấy mục, một là theo dõi và điều trị nội khoa, tiếp theo phương pháp đó là phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể, sau đó là phương pháp lấy sỏi qua da, rồi nội soi ngược dòng và phương pháp nội soi ổ bụng, cuối cùng là phương pháp phẫu thuật mở, tức là đi từ mình đi từ phương pháp điều trị nội khoa rồi xâm lấn ít dần dần đến xâm lấn nhiều, và có một mục là điều trị trong một số trường hợp đặc biệt, cuối cùng là dự phòng tái phát. Về đánh giá theo dõi và điều trị nội khoa thì việc quan trọng nhất là đánh giá và sàng lọc các yếu tố nguy cơ. Các yếu tố nguy cơ hình thành sỏi thì có yếu tố chung như là xuất hiện sỏi sớm này, như là trẻ em, thiếu niên, rồi thì sỏi urat, sỏi nhiễm trùng và thận đơn độc. Tiếp theo là bệnh lý liên quan. Các cái bệnh lý liên quan ấy thì các bệnh lý liên quan thì nó tạo ra sỏi như là cường cận giáp, bệnh canxi, thận, rồi đến yếu tố di truyền. Yếu tố di truyền thì như là tăng cystin niệu loại ABC, tăng oxalat niệu nguyên phát, nhiễm toan ống thận tiếp 1 và tăng xanthin niệu. Tiếp theo nữa là bất thường về giải phẫu bệnh tạo sỏi như là bệnh lý khúc nối bể thận niệu quản,
rồi túi thừa, đài thận, hẹp niệu quản, thận móng ngựa. Những cái bất thường giải phẫu bệnh này thì là gần như các trường hợp đều có hình thành sỏi. Nên là những trường hợp mà bất thường giải phẫu bóc thì mà phát hiện ở người trẻ, đặc biệt là các em, trẻ em hoặc là thanh thiếu niên ấy, thì những trường hợp đấy chúng ta cáo người bệnh là chế độ ăn rồi theo dõi thường xuyên. Chế độ ăn thứ nhất là ăn uống ấy. Rồi thì theo dõi thường xuyên để đánh giá xem là khi nào sỏi xuất hiện ở giai đoạn sớm thì còn điều trị, và theo dõi cái tiếp theo đó là khả năng đào thải sỏi theo đường tự nhiên của niệu quản. Đối với trường hợp sỏi dưới khoảng 5 mm, 5 mm thì khả năng đào thải qua đường tự nhiên của sỏi niệu quản là từ 20 đến 74%. Tuy nhiên là nó sỏi lại ở 1/3 trên thì tỷ lệ nghiên cứu thấy rằng từ 57 đến 63%. Sỏi 1/3 giữa dưới nhỏ bằng 5 mm thì là tỷ lệ sỏi xuống bằng quang khoảng 20 đến 38%. Còn 1/3 dưới thì lại cao hơn và lên đến 74%. Trong trường hợp sỏi mà trên 5 mm thì ở 1/3 trên và 1/3 giữa tỷ lệ sỏi xuống bằng quang thấp hơn, còn đối với 1/3 dưới thì tỷ lệ xuống bằng quang là một cách tự nhiên là 25%. Đối với những sỏi mà dưới 2 mm thì khả năng đào thải qua đường tự nhiên của sỏi sau khoảng một tháng là trung bình là như vậy. Còn đối với sỏi từ 2 đến 4 mm thì thời gian đào thải trung bình khoảng 40 ngày, và tóm lại dưới 5 mm từ 2 đến 4 mm 40 ngày. Đối với những trường hợp là sỏi 4 đến 6 cm thì cũng loanh quanh khoảng 40 ngày. Thế là người ta nghiên cứu là vậy. Đối với sỏi thận dưới 10 mm có thể theo dõi định kỳ và sử dụng các thuốc hỗ trợ giảm kích thước sỏi và chỉ định can thiệp sỏi nếu sỏi thận to lên lớn hơn bằng 15 mm. Phần điều trị sỏi điện sỏi tiết niệu theo bản chất, ví dụ như sỏi xuất phát thì việc điều trị là phải vì cơ chế theo cơ chế tan sỏi thì mình việc điều trị phải là làm giảm pH nước tiểu, tăng đào thải qua đường nước tiểu hoặc qua đường ruột, ví dụ acidic vitamin C, hạn chế nhiều ăn nhiều trứng sữa và uống được đủ nước. Thế thì trong trường hợp này sỏi xuất phát này thì mình trong ngoài các cái mình có thể dùng những thuốc vitamin C rồi, axit C rồi, thì còn ngoài ra còn có cái gen uống alumin tạo hợp chất không hòa tan với phosphor tại ruột. Về chế độ sinh hoạt uống đủ nước này, hạn chế ăn các đồ trứng sữa tôi vừa trình bày rồi. Đối với sỏi urat thì việc điều trị làm sao phải tăng pH nước tiểu lên, kiểm soát axit uric máu bằng cách là dùng các cái natri biconat. Bây giờ trước đây là dạng sản xuất dưới dạng bột, bây giờ người ta đã sản xuất sang dưới dạng viên rồi, có thể cho uống. Còn femurostat để giảm cái axit uric trong máu. Ngoài ra phải ăn giảm đạm, đặc biệt là các cái đạm như là hải sản, và tất nhiên cũng phải uống đủ nước. Đối với sỏi oxalat thì việc điều trị vẫn là làm sao nhằm để tăng pH nước tiểu lên, giảm oxalat hấp thu tại ruột, kiềm hóa nước tiểu bằng kali citrat, giảm thức ăn nhiều oxalat, thịt và sữa. Ngoài ra có thể bổ sung các lợi khuẩn đường ruột và
Tiếp theo cái phần nữa là xoá streptin để tăng pH tiểu là cũng là việc điều trị quan trọng, và ăn ít thịt, tăng rau củ quả, và trường hợp này cũng có thể uống natri bicarbonate. Cái mục thứ năm của điều trị nội khoa đó là điều trị nội khoa hỗ trợ tống sỏi. Thì chỉ định như thế nào đối với sỏi niệu quản thì từ 5 mm trở xuống chưa gây biến chứng thì mình có chỉ định điều trị nội khoa, và không có, tất nhiên là không có dị dạng đường tiết niệu dưới đi kèm, và điều trị hỗ trợ tống sỏi sau tán sỏi ngoài cơ thể hoặc ngược dòng. Đối với trường hợp này thì điều trị nội khoa này thì thể trạng bệnh nhân là phải còn tốt, sỏi lúc đó là thường sỏi của ma giữa dưới ưu tiên hơn, và nội khoa ma trên thì nếu mà dưới 5 mm thì cũng phải giải thích cho bệnh nhân để cái tỷ lệ thành công và thời gian sỏi ra như lúc này tôi đã trình bày. Biện pháp thì là dùng thuốc, người ta hay sử dụng là thuốc chặn alpha giao cảm, thì tamsulosin ấy. Thuốc nhiều khi là kê đơn cho phụ nữ có sỏi phải giải thích cho người ta, thì người ta đọc, bệnh nhân đọc để thấy là thuốc điều trị sau tiền tuyến, mình giải thích cho người bệnh. Đối với nhóm chặn kênh canxi nifedipine thì cũng có tác dụng kéo dài, tất nhiên là kém hiệu quả hơn chặn alpha. Các biện pháp hỗ trợ khác như là thuốc giãn cơ trơn, ví dụ như là spa, rồi thuốc có băng ấy, rồi uống nhiều nước và tăng vận động. Tăng vận động thì thường đối với sỏi thực quản và dưới. Tất nhiên thì ngoài ra thì ngoài các cái thuốc này như thuốc chặn alpha giao cảm thì mình cũng có thể một số loại thuốc như là kim tiền thảo này, theo dân gian các thầy thuốc đông y hay sử dụng thì cũng rất hiệu quả, kết hợp với cái thuốc giãn cơ trơn, và đương nhiên là phải cần theo dõi sỏi ra ngoài gặp người bệnh tiểu, có thể lên tiểu qua ra bô để theo dõi sỏi ra. Tại sao phải thế? Vì nhiều trường hợp mà chỉ có sỏi được khoảng 1 viên thôi, nếu mà đơn thuốc của chúng ta cho người bệnh 2 tuần hoặc 3 tuần chẳng hạn, bệnh nhân uống thuốc trong vòng 7 ngày 10 ngày sỏi ra rồi thì mình cũng nhắc người bệnh là không phải uống tiếp những cái thuốc đào thải sỏi nữa vì lúc này không cần thiết nữa. Đối với trường hợp mà bệnh nhân có cơn đau quặn thận, nhưng tất nhiên là chưa không có biến chứng, khi chưa có biến chứng nguy hiểm thì mình vẫn cần giảm đau mà hay sử dụng là nonsteroid như meloxicam, rồi thì acetaminophen như panadol. Và đối với thuốc gây nghiện bậc 2, bậc 3, khi đau nhiều như efferalcoline, tramadol nữa. Và ngăn cơn đau tái phát thì bằng thuốc tống sỏi, tôi đã trình bày ở trên rồi. Về phần đái máu cũng là một trong biến chứng của sỏi tiết niệu, thì là mình dùng thuốc cầm máu thôi, cầm máu thông thường, như là thalassemia. Ngoài ra có những thuốc giãn cơ trơn nữa để giảm cái niệu quản nó có thắt và nó chỗ vị trí sỏi, giảm cái tình trạng đầy máu. Một số tình huống có tính cấp cứu, có tính chất cấp cứu, ví dụ như là bí tiểu cấp thì đương nhiên là mình phải xem xét, ví dụ như là xem có phải sỏi niệu 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 đạo không, niệu đạo xong không. Những trường hợp này thì mình cũng có những trường hợp mình phải đặt xông thì để đẩy cái viên sỏi vào trong để tránh cái tình trạng suy thận cấp. Có những bệnh nhân có những viên sỏi niệu đạo sau làm cho bệnh nhân bí tiểu cả ngày, và sau khi đặt xông ra thì nước tiểu ra được đến 1 lít trong bàng quang, rất là nguy hiểm, rất dễ 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 vỡ bàng quang với ứ mủ bể thận do sỏi niệu quản. Những trường hợp này thì mình giải phóng cái sỏi hoặc là giải phóng cái tình trạng ứ mủ bằng cách dẫn lưu bể thận qua da. Và trường hợp tiếp theo cũng là vô niệu do suy thận, do sỏi niệu quản hai bên cùng lúc xuống, hoặc là 1 viên nó xuống trước nhưng người bệnh vẫn đi tiểu được do cái thận bên kia vẫn hoạt động, sau đó
thì một viên sỏi ở bên kia nó xuống nữa thành hai viên, nó dẫn đến tình trạng vô điệu, khi này là suy thận cấp xảy ra và đái máu lại thể liên tục. Cái này trường hợp này thì thường là kéo dài thì đái máu cũng đại thể liên tục kéo dài, thường là những bệnh nhân đang có dùng thuốc chống đông, ví dụ bệnh nhân dung nhĩ đang phải dùng aspirin hoặc là một số loại thuốc chống đông, ở bệnh nhân có can thiệp mạch vành. Suy thận mãn giai đoạn cuối do sỏi cũng là một trong những cái biến chứng. Cái này thì phải điều trị lọc máu rồi, kết hợp với điều trị nguyên nhân để tránh nhiễm trùng. Đến cái mục lớn tiếp theo sau cái điều trị bằng nội khoa thì có điều trị sỏi tiết niệu bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể. Đây là phương pháp cũng là coi như là cũng không phải là phương pháp xâm lấn. Nguyên lý là sử dụng năng lượng của sóng xung dẫn qua môi trường truyền sóng và tập trung vào vị trí của sỏi, có sỏi gây ra vỡ sỏi nhỏ nhỏ ra sỏi tạo thải ra ngoài, tức là cái viên sỏi đang từ to thì sau khi sử dụng năng lượng sóng xung thì cái viên sỏi nó vỡ nhỏ, nhỏ dần ra, mà khi nhỏ dần ra thì nó sẽ tạo thải qua nhà ngoài ra ngoài được một cách từ từ. Tại có bốn loại máy khác nhau như là sóng áp này, sóng thủy lực, sóng điện từ trường và sóng nổ. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân thì tất nhiên là để tán sỏi ngoài thể thì phải chọn bệnh nhân chức năng thận còn tốt, không có tắc nghẽn dưới sỏi, tức là mình biết là sỏi được quản đoạn đấy rồi, nhưng mà để bệnh nhân có những hội chứng tắc nghẽn phía dưới thì tán có vỡ ra có thể đạt lại một cách được. Đối với sỏi thận thì kích thước phải dưới nhón bằng 20 mm và sỏi đục quản nhón bằng 15 mm. Chống chỉ định chung của tán sỏi ngoài cơ thể thì bệnh nhân quá quá béo quá mập thường ít sử dụng phương pháp này. Với những bệnh nhân mà nặng 100 cân hơn 100 cân để tán một phương pháp này hiệu quả không cao. Một số dị dạng cột sống hoặc xương chậu nặng như gù vẹo cột sống, những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch, nhất là những bệnh nhân có rối loạn dẫn truyền, bệnh nhân có tạo nhiệt không nên tán sỏi vào ngoài cơ thể, hoặc là bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông, rối loạn đông máu mà chưa điều trị ổn định. Bệnh nhân đang có thai cũng là một chống chỉ định của tán sỏi ngoài cơ thể. Phình động mạch chủ bụng cũng là chống chỉ định. Phương pháp thực hiện của tán sỏi ngoài cơ thể thì mình có chuẩn bị bệnh nhân trước tán. Tất nhiên là ngoài việc xét nghiệm thì mình phải chẩn đoán bằng hình ảnh như siêu âm, X quang, hay tiết niệu, chụp UV hoặc CT, rồi các xét nghiệm công thức máu, đông máu cơ bản, sinh hóa máu, tổng tinh tiểu và địa tâm đồ. Tất cả những này giúp mình tiên lượng người bệnh và xem là tiên lượng người bệnh là một hay là xem có bị chống chỉ định hay không. Ví dụ xét nghiệm đông máu mà đang rối loạn đông máu là có thể đoán được. Phương pháp vô cảm thì đa số là chỉ uống thuốc giảm đau trước tán thôi, uống thuốc cũng có thể tiêm, thường uống thì uống bằng viên giảm đau thông thường như paracetamol thôi, efedrin, uống trước đó trước khi tán khoảng độ tầm 45 phút đến 1 giờ. Ngoài ra có thể tiêm những cái thuốc non-steroid như là meloxicam cả, có thể tiêm tiêm bắp trước đó trước 30 phút. Về chiến lược tán thì nó có số lần, số xung, năng lượng. Số lần thì có lên tốn tối đa là 3 đợt, mỗi đợt cách nhau khoảng 3 đến 8 tuần. Tại sao lại thời gian lại 3 đến 8 tuần? Nghiên cứu thấy rằng nếu mà tán trước sớm quá thì là tổn thương thận, rồi tán muộn quá thì các biến chứng của sỏi gây ra cho thận và gây ra tình trạng là phục hồi khó phục hồi sau sau điều trị hết sỏi. Về số xung thì mỗi lần tán tối đa là 3.000 xung và tần số từ 60 đến 90 lần phút. Năng lượng tán thì tùy thuộc vào độ cản quang của sỏi, tức là viên sỏi là cản quang rất là mạnh thì thường phải dùng năng lượng tán
cao. Những trường mà phải dùng năng lượng tán cao thì bệnh nhân đọc nhiều hơn đối với dùng năng lượng thấp. Rồi kích thước sỏi và sức chịu đựng của bệnh nhân. Tại sao nói sức chịu đựng của bệnh nhân? Tại thực tế tôi tán sỏi có nhiều bệnh nhân là tuy là tuổi 50-60 tuổi thôi, nhưng người ta chịu đựng tốt hơn nhiều so với những cái cậu thanh niên 20-30 tuổi. Cũng có cùng lứa tuổi ấy, cũng có những người chịu đựng tốt hơn mình khi mình để một cùng cái cường độ tán như vậy, một năng lượng tán như vậy. Theo dõi sự vỡ của sỏi để chỉ định cường độ, tức là trong quá trình tán thì thoảng chúng ta phải chiếu chiếu cái tia X và gì để mình đánh giá cái tình trạng vỡ của sỏi. Mình còn điều chỉnh cường độ, ví dụ mình điều chỉnh cường độ lên một cái mức nào đó chẳng, ví dụ như tôi tán thường là bắt đầu tán từ để cường độ là 15, khi đến lên đến 16, 17 bắt đầu thấy vỡ rồi thì trong quá trình tán mình chỉ để loanh quanh 17, 18 thôi, không lên để đến 20, 21 là gì, để cường độ cao quá thì bệnh đau có thể sang chân. Cái tần số và cũng sẽ điều chỉnh rồi thì định vị lại trong lúc tán. Trong quá trình tán người ta có nhiều khi có những nhát mà sóng xung mạnh là người bệnh giật mình hoặc là người ta đau và xê ra ngoài một chút, nếu khi đó mình phải định vị lại không bị, để tránh cái trường hợp tán tán lệch trong mạch. Về theo dõi sau tán sỏi ngoài thể thì thường sau 3 đến 4 tuần, lúc này thì mình phải xem hình thái sỏi như thế nào, xem hết sỏi chưa, thì tất nhiên là phải dựa vào chẩn đoán ảnh rồi, trong đó là siêu âm, X quang hay tĩa niệu. Thế còn nếu mà vừa tán xong một cái mà mang đi siêu âm ngay thì thường là không thể đánh giá được, vì sỏi nó mới giã vỡ ra thôi. Thậm chí lúc đấy siêu âm bệnh nhân còn thấy kích thước lớn hơn, tại vì một viên bình thường khoảng 10 mm, sau khi tán xong sỏi nó vỡ ra rồi nhưng chưa kịp đào thải siêu âm lên thì nó hình ảnh có thể lên 15 mm cơ. Tất nhiên khi nó chụp X quang sau tán thì mình sẽ thấy được cái sỏi nó vỡ ra và nó bắt đầu tan ra, phân rã ra. À, đánh giá sau tán là thành công khi tất cả một cái viên sỏi nó vỡ nhỏ vụn thành nhiều mảnh và nhỏ hơn 4 mm thì thường là sẽ ra được hết sỏi và sạch sỏi khi không còn mảnh sỏi nào. Tất nhiên trường hợp mà vừa tán xong để đánh giá thì không thể đánh giá ngay chuyện sạch sỏi được, và phải chờ đợi có những trường hợp 1 tuần, 2 tuần sau, 3 tuần sau mới thấy hết. Về biến chứng sau tán thì còn có tiểu máu, nhiễm trùng, tụ máu dưới bao thận. Thì trong đó tiểu máu thì thường đa số là trường hợp vừa tán xong, bệnh nhân đi tiểu bãi thứ nhất, bãi thứ hai là có máu ngay, nhìn thấy màu đỏ. Nhưng sau đó trong dần người bệnh chuyển đái sang bãi thứ ba là thấy trong rồi, nên sang sang ngày hôm sau là không không bằng mắt thường không thấy nữa, tuy nhiên xét nghiệm vẫn có thể thấy hồng cầu điện. Đau cũng có những trường hợp tán xong thì hết đau, nhưng một số ít trường hợp tán xong 1-2 hôm vẫn còn đau âm ỉ, cũng chiếm khoảng 6,7%. Nhiễm trùng thì gặp ít thôi, đối với tán ngoài, tán sỏi ngoài thể nhiễm trùng chỉ có 0,79% các trường hợp. Tụ máu dưới bao thận thì cũng rất là ít gặp, ví dụ như là ví dụ tôi tán khoảng tầm 2.000 lượt bệnh nhân thì gặp, cũng gặp 2 trường hợp bị tụ máu dưới bao. 2 trường hợp này thì theo dõi sau khoảng 3-4 tháng thì nó hết dần, chưa trường nào phải mổ để lấy máu tụ. Và một số thì tình huống riêng biệt, ví dụ sỏi san hô thì có tán sỏi không, thực ra chỉ tán trong trường hợp rất là đặc biệt thôi, ví dụ như là những sỏi san hô mà mình người bệnh mà không không muốn, hoặc là vì lý do gì không muốn mổ, không muốn can thiệp bằng biện pháp khác, thì những trường này tán là phải tán
từ từ nhiều lần tán từ từ rìa vào trong, không tán trung tâm được, không có thể tán như từ vị trí mà có thể là thả xuống, xoải xuống được. Ví dụ muốn viên xoải to như thế mình tán ở phía trên thì nó vỡ ra, nó không xuống được, mình phải tán phía dưới để chỗ gần được quả dần bể thận ấy, thì nó vỡ nhỏ ra, nó ra dần. Những trường này tán rất là nhiều. Thực ra thì những cái xoải sano thì tôi ở ngày mai tôi chưa tán xoải sano bao giờ. Tuy nhiên thì ở bên Thái Lan ấy, tôi đi xem rất nhiều các bệnh viện bên đấy thì xoải sano người ta vẫn tán, tán nhiều là khác, có những trường tán đến 5 6 lần thấy xoải chưa vỡ nhiều nhưng họ vẫn tán, tại vì bảo hiểm họ chi trả hết, kể cả tán lần thứ 6 thứ 7 bảo hiểm họ vẫn chi trả. Thế là người dân cứ muốn tán thôi, không 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 can thiệp phát. Và một số cái tình huống tiếp theo là sỏi ở trên thận độc nhất thì khả năng suy thận cấp sau tán là rất là cao. Thì khi mà sỏi có một cái thỏi, một cái thận độc nhất rồi, cái sỏi nó nằm ở vị trí mà mình tán xong, mình khi tán trường hợp đấy mình xác định là tán là phải ăn chắc, vỏ sỏi vỡ vỡ nhỏ luôn thì nguy cơ suy thận nó bị ít độ. Còn nếu mà sỏi là vỡ mà nó không hết, nhất là cái sỏi mà lại cắn sỏi to nhỉ, nó vỡ nhiều, nó xuống đoạn nội quản một đoạn dài ấy, thì sẽ dây suy thận. Những trường hợp này thì thường người ta khuyến cáo là đặt GG trước tán, tất nhiên là bắt buộc. Tuy nhiên thì tôi cũng đã từng tán sỏi niệu quản ở trên thận động thận độc nhất rồi, nhưng mà không phải đặt dây di, vì trường hợp đấy là tôi nhìn thấy cái sỏi nó như theo kinh nghiệm thì thành công rất là cao và giải thích người bệnh trước, người bệnh chấp nhận những rủi ro thì mình tán. Cái tên sỏi lúc đấy nó khoảng tầm 8 9 mm nhưng độ cảm quan nó không cao, và nó không 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 không, không nó độ cảm quan nó không bị động, không trắng xóa, thì cái sỏi đấy tiên lượng nó mềm. Trường tán sỏi nhiều lần thì nhiều bằng chứng cho thấy tán sỏi tán lại sớm hơn 6 tuần sẽ gây tổn hại cho thận, khó phục hồi, tức là có nhiều bằng chứng cho thấy thế. Thế thì đấy là những bằng chứng thực tế của trong những bệnh nhân tôi tán thì thường là tôi tán lại sớm trong khoảng 4 tuần 5 tuần tôi vẫn tán và đánh giá những bệnh nhân ấy. Thường thường tôi theo dõi cho thấy không 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 thấy trường hợp nào bị gây tổn hại cho thận. Vì tất cả những người bệnh ấy mình điều trị mình phải nói người bệnh làm sao để người ta nghe và người ta quay lại, chắc chắn quay lại ví dụ với mình để mình được đánh giá lại lần lần sau cho đến lúc mình khẳng định hết sỏi. Chứ nhiều khi nếu như bệnh người bệnh tán xong bảo vỡ nhiều lắm, thì họ họ tưởng vỡ nhiều hết rồi họ không quay lại, những trường hợp đấy là dễ không thành công. Sỏi vỡ rồi nhưng nó xua xuống chưa hết hoàn toàn, mình không có biện pháp gì khác nào nó lại sỏi phát triển lên. Nếu sau 3 lần tán sỏi mà hoàn toàn không vỡ hoặc vỡ ít dưới 25% thì nên chuyển qua khác. Tất nhiên thì cũng cũng có những trường, tức là không nhiều, có một vài trường hợp tôi đã tán sau 3 lần tán không thấy vỡ, không vỡ một ý nào luôn. Mọi người nhà nhân viên cùng trong đơn vị cùng trong khoa thì người bệnh lại sợ điều trị bằng phương pháp khác, tán cố lần thứ 4, rất may lần thứ 4 lại vỡ, vẫn rất vỡ rất là nhiều và thành công. Đây là cái máy, đây là cái máy bên phải là cái máy tán sỏi của trung tâm thận tiết niệu, nó là E3000. Đây đây là một trong những cái hình ảnh của một cái bệnh nhân nữ 31 tuổi để chưa tán sỏi, sỏi niệu quản nó rất là dài hai bên. Như này thì cũng giải thích về bệnh là cái tỷ lệ thành công không cao, nếu sông nó dài sợ hai viên nó chính xác nhau. Nhưng mà sau khi tán 2 lần thì sạch 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 sỏi. Đây một bệnh nhân nữa 44 tuổi nam giới, đây bên sỏi niệu quản này. Đó, nhìn rất là rõ sau khi tán 2 lần ra này mới sạch, và sau khi tán lần một thấy vẫn nguyên, không thấy gọi là mờ, không thấy giãn gì cả. Tán lần 2 cái thì bệnh nhân về tái ra ổ ổ và người ta hứng được luôn rất là nhiều sỏi. Đây hình ảnh sỏi đây,
li ti như cát, hứng ra xong rồi một chai nước với xong chắc đi, chắc nước tiểu đi rồi có rất nhiều tán sỏi đấy, tán sỏi của cơ thể. Tiếp theo là sau cái phương pháp điều trị tán sỏi của cơ thể thì đến phương pháp điều trị để nó có xâm lấn, đó là điều trị bằng phương pháp lấy sỏi qua da. Thường là phương pháp lấy sỏi qua da ấy, thì ta phải đặt sông GG trước, sau đó người ta đưa qua vào cái bể thận làm cho bên sỏi là vỡ vỡ nhỏ ra và lấy dần ra. Đây là các cái dụng cụ để lấy sỏi qua da này, bao gồm cái soi rồi có cái dụng cụ. Và chỉ định thì có sỏi bể thận đơn thuần, sỏi đài bể thận nhưng mà nhiều viên, rồi sỏi san hô, sỏi bán san hô, rồi kích thước lớn, và những cái sỏi như trong túi thừa đài thận, những sỏi trong túi thừa đài thận nếu mà mình tán sỏi ngoài thể nó không thể ra được. Thường là những cái này trên siêu âm, ở trên UV mình nhìn thấy nó nằm ở sát cái phần nhu mô. Và sỏi thận sau sau thất bại hoặc chống chỉ định của các phương pháp điều trị khác thì cũng có thể lấy bằng qua da. Sỏi thận kèm theo hẹp khung nối bể thận hiệu quả, khi xác định được là hẹp khung nối bể thận hiệu quả thì đương nhiên là bằng phương pháp tán sỏi ngoại thể hoặc là nội soi được rằng cũng được. Và chỉ định cân nhắc với sỏi thận và móng ngựa. Và đối với thận sỏi trên cân nhắc đối với sỏi nó ở thận ghép chẳng hạn cũng cần cân nhắc. Rồi, sỏi ở trên thận duy nhất. Về chống chỉ định thì tất cả các chống chỉ định của gây mê toàn thân rồi những khoản dữ liệu chưa được điều trị, những trường hợp mà sỏi dữ liệu, những khoản dữ liệu chưa được điều trị mà mình làm phương pháp này thì dễ dẫn đến những khuẩn máu. Sỏi thận trên thận nghi ngờ ác tính cũng không làm phương pháp này, và những trường hợp bệnh nhân đang có thai và chống chỉ định tạm thời khi có viêm nhiễm khuẩn ngoài ra ở vùng thành bụng chỗ mình đi vào ấy. Một số chú ý của phương pháp sỏi có kích thước là từ 10 mm trở xuống, có thể lấy trực tiếp ra ngoài qua đường hầm bằng kìm rọ đốc mien, còn những cái sỏi kích thước lớn hơn thì được tán vỡ thành những mảnh nhỏ và bơm rửa lấy ra ngoài. Năng lượng laser hoặc siêu âm có ưu điểm, nhiều điểm hơn các loại năng lượng khác. Sau tán sỏi phải kiểm tra trực tiếp bằng nội soi hoặc siêu âm hoặc X quang để phát hiện sỏi sót sỏi. Nếu còn sỏi những vị trí khó tiếp cận bằng đường hầm thứ nhất thì có thể chọc giò tạo đường hầm thứ hai, thứ ba để tiếp tục lấy sỏi qua da. Thế thông thường người lấy sỏi da người ta chỉ lấy đi vào một đường thôi, nhưng cũng có một số trường hợp là phải sang đường hầm thứ hai, đường hầm thứ ba. Đặt sông GG thường được làm trước khi kết thúc cuộc can thiệp. Sau khi tán có những trường hợp thì có thể đặt đường hầm trước, đặt GG trước, nhưng thường là ngay hay làm trước khi mà kết thúc người ta mới đưa xong GG vào. Mục đích để đảm bảo lưu thông nước tiểu. Ngoài ra cũng có thể đặt dẫn lưu bể thận qua đường hầm ra da. Đấy, nhiều một số trường hợp người ta lại qua cái đường hầm mình tán sỏi ấy. Sau khi hết sỏi người ta có thể đặt dẫn lưu ra qua da. Cái đấy chỉ định theo tùy từng trường hợp mà phẫu thuật viên quyết định. Trong trường hợp sỏi mà thận
đơn giản sỏi nhỏ không nhiễm khuẩn, không chảy máu, thì có thể lấy sỏi qua gam không cần đặt ống khí ly hay ống dẫn lưu qua có ra. Đây là hình ảnh của sỏi thận qua da, lấy sỏi qua da. Biến chứng và phương pháp xử lý của phương pháp lấy sỏi qua da thì chảy máu sau lấy sỏi thận qua da. Trường hợp này thì phải thiên tắc mạch siêu chất lọc, tức là người ta cái này thì phải gửi xuống đơn vị chẩn đoán hình ảnh, người ta can thiệp mạch gây tầm mạch thiên tắc mạch siêu chất lọc. Còn sốt và rồi thì tiếp theo là rò rỉ nước tiểu sau mổ bằng phòng tránh bằng cách chủ động đặt xông di sau tán và hoặc là dẫn lưu thận qua da sau sau tổ mổ. Nhiễm trùng cũng là một trong những cái biến chứng. Nhiễm trùng thì xử lý bằng cách dùng kháng sinh thôi và trong quá trình làm phải đảm bảo vô khuẩn. Phần tiếp theo đó là nội soi ngược dòng trong điều trị sỏi tiết niệu. Đây là hình ảnh thứ nhất là đưa nội soi vào đây, đưa vào cái niệu quản này lên trên. Có những kỹ thuật, có những trường hợp là chỉ đưa mà có những hệ thống chỉ đưa được lên cái đoạn niệu quản qua trên thôi, có hệ thống ống mềm có thể đưa lên tận trên đài thận được. Đây là thứ dụng cụ can thiệp nội soi niệu quản. Chỉ định thì sỏi kích thước sỏi niệu quản kích thước là từ 15 mm trở xuống và ưu tiên sỏi niệu quản qua giữa và dưới. Sỏi đối với sỏi trên 15 mm hoặc là sỏi một hơi trên cần cân nhắc tùy theo tính chất sỏi, kinh nghiệm mà trang thiết bị. Tại sao phải nói thế? Vì nếu mà kinh nghiệm mà không tốt thì khi tá sỏi được soi thì sỏi nó vỡ được một phần, còn lại là đi lên trên bể thận nó vào nằm đài nhóm đài đài dưới không thể tán được, nhất là đối với trường hợp dùng bằng ống cứng không, không phải ống mềm đưa lại được lại tận lên thận. Những trường hợp mà nó phức tạp thì nên tán sỏi nội soi ngược dòng dưới có sử dụng siêu X-quang trên màn phản sáng để kiểm tra luôn. Đối chống chỉ định thì nhiễm khuẩn tiết niệu chưa được điều trị ổn định, bất thường về giải phẫu học và hẹp nội quản hoặc là chưa kiểm soát tốt được với vấn đề đông máu. Một số nguyên tắc cần thiết như phải thấy thật rõ ràng miệng nội quản. Cái trường hợp mà không dẫn thấy rõ miệng nội quản thì làm sao mà đi không thể nội soi ngược dòng được. Cái lòng niệu quản phải đủ rộng để thao tác, bắt buộc phải đặt được dây dẫn đường an toàn lên thận trên thận trước khi tán và cân nhắc đặt xông di trước khi kết thúc quá trình, cho nên tùy trường từ trường cụ thể. Ví dụ những trường hợp như thận ứ nước nhiều này, còn mảnh sỏi vụn này, mức độ tổn thương niệu quản này và chức năng thận thì quyết định đặt xông di. Đây là lấy sỏi sau khi tán nội soi là vỡ đấy, vỡ nhỏ ra thì dùng cái giỏ lấy ra. Cái tai biến và biến chứng của điều trị nội soi ngược dòng trong điều trị tán sỏi điều trị sỏi tiết niệu thì có thể gặp đụng dập thủng hoặc rách niệu quản, rồi thì sỏi bị đẩy ra ngoài thành niệu quản qua chỗ rách ở đứt niệu quản. Những cái này thì biến chứng này thì ít tất cả. Còn biến chứng mà chảy máu dẫn đến cái tiểu máu thì mức độ nhẹ thì cũng hay gặp nhưng mà nặng thì ít, cũng không không nhiều đâu. Nhiễm khuẩn tiết niệu ở các mức độ
sau khi tán hẹp niệu quản và tắc niệu quản cấp do máu cục hỗn sỏi thì cũng có thể gặp. Đấy, ưu nhược điểm là kỹ thuật hiện đại ít xâm lấn, cái này đi từ ngược dòng thôi, rồi giúp bảo toàn thận, tồn tối đa chức năng thận và hồi phục nhanh, có thể ra viện sau 1 đến 2 ngày và bệnh nhân không có vết mổ. Tất nhiên là nhược điểm là không áp dụng được với bệnh nhân hẹp niệu quản, niệu đạo và niệu quản hẹp niệu đạo, tức là mình không đưa ống vào trong hẹp niệu quản, được đưa ống lên trên dưới phần đi vào bằng quang được, rồi cũng đưa lên trên quạt để tán lại. Cái phần lớn tiếp theo là nội soi ổ bụng trong điều trị sỏi tiết niệu, thì có phẫu thuật nội soi ổ bụng qua đường xuyên phúc mạc hoặc sau phúc mạc. Cái này có nhiều ưu điểm như tỷ lệ nhiễm trùng thấp hơn, thời gian nằm viện ngắn. Chỉ định những trường thất bại sau điều trị bằng các phương pháp can thiệp xâm lấn tối thiểu khác như là tán sỏi ngoài thể này, nội soi qua niệu đạo này, lấy sỏi qua da này, và một trong những chỉ định là khi sỏi lớn dính sỏi niệu quản nhưng nhiều viên trên dọc niệu quản có 3 4 viên này, như thế thì phương pháp tán sỏi ngoài thể cũng được, nội soi được dòng cũng khó thành công này, thì lúc đấy là nội soi bụng điều trị. Tất nhiên là cái ưu điểm nữa là của tạng nội soi đó là thời gian nằm viện cũng ngắn, phục hồi sức khỏe sớm. Để chống chỉ định, chúng chỉ định nội soi ổ bụng trong điều trị sỏi tiết niệu là gặp các bệnh nhân có các bệnh lý nội khoa nặng, không cho phép phẫu thuật nội soi ổ bụng, bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật ở vị trí có sỏi rồi. Ví dụ như là tiền sử là phẫu thuật tái tạo niệu quản tiết niệu này, phẫu thuật lấy sỏi. Đến cái mục lớn tiếp theo là phẫu thuật mở lấy sỏi niệu quản. Phương pháp này thì chỉ chiếm 1,5% trong tất cả các phương pháp can thiệp lấy sỏi ở các nước phát triển. Tuy nhiên là vẫn cần thiết với các cái sỏi càng sỏi khó thì người ta vẫn phải mổ mở. Chỉ định thì bệnh nhân có sỏi thận phức tạp, sỏi san hô toàn phần hoặc mãn phần, sỏi đã gây biến chứng trên thận như là ứ nước, nhiễm trùng này, ứ mủ này, bệnh nhân béo phì, biến dạng xương, sỏi da nhiễm khuẩn như sỏi su vít, sỏi trên chi trường hợp dị tật tiết niệu, và những trường hợp tán sỏi thì không thất nhưng mà thất bại và đã xử trí bằng biện pháp ít sang chấn nhưng không hiệu quả. Ngoài ra trên trường sỏi trên cái trường hợp thận thận lạc chỗ đó, nó nằm không đúng vị trí cái mồm. Những trường hợp mà biến dạng xương như là biến dạng xương co rút, biến dạng khớp háng này, những bệnh nhân mà không thể dạng chân để làm mổ nội soi được. Chống chỉ định thì những bệnh nhân mà có bệnh lý nội khoa nặng, không đủ điều kiện phẫu thuật. Các chống chỉ định của gây mê toàn thân nói chung. Điều trị sỏi tiết niệu trong một số trường hợp đặc biệt. Cái mục lớn tiếp như là điều trị sỏi tiết niệu ở trẻ em, như trường hợp ở trẻ em có sỏi chúng ta phải lưu ý đến xem bệnh nhân có dị dạng bẩm sinh không, sỏi tiết niệu không, và xem có các bệnh lý chuyển hóa không, thì thường những sỏi tiết niệu trẻ em là hay gặp những trường hợp như vậy. Vì điều trị nội khoa thì thuốc kẽm alpha một khuyến cáo sử dụng được mà cao đối với sỏi nhỏ. Các chỉ định điều trị khác thì tương tự giống như người lớn, ví dụ như là
Ví dụ như là sỏi san hô thì vẫn phương pháp là lấy sỏi qua da, rồi thì sỏi bể thận kích thước dưới 10 mm thì tán sỏi ngoài cơ thể hoặc lấy sỏi qua da. Đối với sỏi bể thận kích thước từ 10 đến 20 mm thì cũng tán, có thể tán sỏi ngoài cơ thể hoặc lấy sỏi qua da, có thể tán sỏi ngoài cơ thể 2 đến 3 lần. Đối với sỏi bể thận kích thước mà trên 20 mm thì cũng lấy sỏi qua da. Đối với sỏi nếu quả trên thì tán sỏi ngoại thể và nội soi ngược dòng. Đối với sỏi niệu quản giữa và dưới thì nội soi ngược dòng hoặc là mổ mở. Đối với sỏi bằng quang, nội soi ngược dòng. Đối với những trường hợp mà sỏi tiết niệu ở phụ nữ mang thai thì thông thường 70 đến 80% sỏi đường tiết niệu có thể thoát ra được tự nhiên. Thế nên là nếu sản phụ không có biến chứng như sinh sớm thì có thể đặt ống thông Gigi để giảm áp, xử lý sỏi sau khi hết thai kỳ. Hoặc mở thận ra da tối thiểu để nếu thật là cần thiết chống chỉ định tán sỏi ngoài cơ thể. Điều trị sỏi tiết niệu ở bệnh nhân ghép thận thì cũng điều trị nội khoa đối với sỏi nhỏ thôi. Còn điều trị ngoại khoa thì tán sỏi ngoài cơ thể thì đối với sỏi vừa nhỏ cần thiết phải đặt xông Gigi khi sỏi trên 10 mm. Còn tán sỏi nội soi qua da, tán sỏi nội soi ngược dòng và mổ lấy sỏi cũng là một trong những phương pháp để sử dụng. Điều trị sỏi tiết niệu ở bệnh nhân bàng quang thần kinh thì các phương pháp điều trị như bệnh nhân bình thường, nhưng mà chú ý khi tán sỏi ngoài thể thì việc đào thải sỏi từ bàng quang ra ngoài sẽ trở ngại hơn vì bàng quang quang thần kinh. Cần lưu ý điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu và điều trị dự phòng tái phát sỏi. Điều trị sỏi tiết niệu ở bệnh nhân bị dị dạng đường tiết niệu như là bệnh nhân dị tật bẩm sinh đường tiết niệu, nhất là đường tiết niệu trên thường gây ra tắc nghẽn, nhiễm khuẩn và là một trong những nguyên nhân tạo sỏi. Do đó việc điều trị sỏi trong trường hợp này thì cần có chiến lược riêng và cần phải gắn với điều trị dị dạng bẩm sinh. Điều trị có những khó khăn như vậy nên là đối với những trường hợp phát hiện được tình cờ hoặc kiểm tra sức khỏe định kỳ phát hiện được dị dạng đường tiết niệu cần phải giải thích cho bệnh nhân biết, theo dõi sát tình trạng để tránh trường hợp là sỏi nặng gây biến chứng, điều trị rất là khó khăn. Đối với điều trị sỏi tiết niệu ở bệnh nhân thận đôi thì sỏi thường hình thành trong phần niệu quản bị ứ nước do tắc nghẽn và sỏi có thể nằm trong phần thận bệnh. Nếu phần thận bệnh còn chức năng tốt, phẫu thuật lấy sỏi cần được phối hợp với việc giải quyết dị tật. Nếu phần thận bệnh kém chức năng, nhiễm khuẩn nặng thì nên cắt toàn bộ thận niệu quản bệnh. Những trường này là sao biết kém chức năng thì có thể dựa trên hình ảnh chụp UV, nhưng cũng để chắc chắn nhất thì phải dựa trên cái hình ảnh chụp sỏi thận, mình sẽ đánh giá được cái chức năng của nó, mình cũng quyết định là phẫu thuật lấy sỏi giữ lại thận hay là cắt bỏ cái thận này đi. Với phòng bệnh thì với bất kỳ loại sỏi nào thì mình đều có phòng bệnh cả, đó là uống nhiều nước, làm sao đặt nước tiểu ít nhất từ 2 lít trở lên trong 24 giờ, và chữa các đợt nhiễm khuẩn tiết niệu như thận thận và chữa các cái triệu chứng và các biến chứng khác như ứ nước, ứ với những trường sỏi suy tim thì uống nhiều nước cũng đảm bảo nước 2 lít trên 24 giờ trở lên và kiềm hóa nước tiểu. Có thể dùng natri bicarbonate 6 g trên 24 giờ chia làm 4 lần từ kalistrat liều tương tự, mục đích là làm pH niệm đạt từ 7 đến 7,5. Sỏi axit uric
vẫn là uống nhiều nước, trên 2 lít trên 24 giờ, và hạn chế thức ăn nhiều acid uric, đạm khoảng 0,6 gram trên kg cân nặng trên 24 giờ. Những thức ăn nhiều acid uric như là hải sản thì đa số là tôm, cua, hoặc là những thức ăn như là thịt dê, thì có một số người phải gẩu món ăn thịt chó này. Thịt chó là rất rất gây rất tăng rất nhiều acid uric, nhiều người ăn xong là gây cơn gút luôn. Rồi tiêu hóa nước tiểu bằng natri bicarbonate hoặc kali citrate, điều trị thì bằng điều trị để giảm cái acid uric máu bằng cái febuxostat. Đối với sỏi synovitis thì uống nhiều nước và điều trị tích cực nhiễm khuẩn tiết niệu. Sau khi mổ lấy sỏi vẫn cần phải kiểm soát điều trị tốt nhiễm khuẩn tiết niệu. Cái trường hợp sỏi canxi thì cũng phải cần uống nhiều nước. Chế độ ăn thì hạn chế canxi, hạn chế hấp thu canxi ở ruột, tránh dùng vitamin D, dầu cá, đặc biệt là 1,25 hydroxycalciferol D3. Có thể cho tiêm thiazid, mục đích là nhằm đào thải canxi niệu. Còn autophat 1.000 đến 1.500 mg trên 24 giờ chia 3 lần, mục đích là đào thải pyrophosphate ra nước tiểu, sẽ ức chế kết tinh phát canxi. Thăm dò tìm nguyên nhân rối loạn chuyển hóa như cường cận giáp thứ tiên phát, thứ phát, nếu có thì mình phải điều trị cắt bỏ tuyến thượng giáp. Bệnh lý toàn hóa ống thận thì cho citrat canxi liều 4 đến 6 gram trên 24 giờ chia 4 lần. Tiếp theo nữa thì có thay đổi lối sống và sao để đối với những người mà béo phì thì cũng phải điều chỉnh chế độ ăn để giảm bớt cân, rồi tránh stress, hoạt động thể lực đầy đủ. Điều trị các triệu chứng và biến chứng khác thì điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu như thận thận cấp mãn tính, điều trị suy thận nếu có. Cái này phần này phải xem điều trị phần điều trị suy thận cấp và suy thận mãn, điều trị đái máu và cơn đau quặn thận. Như vậy thì phần kết luận ở đây thì sỏi thận tiết niệu thì là một bệnh thường gặp gây biến chứng nhiễm khuẩn tiết niệu, gây thận ứ nước, ứ mủ, có thể gây ra tình trạng tổn thương thận cấp dẫn đến vô niệu do sỏi. Nếu không điều trị kịp thời thì có thể dẫn đến là hội chứng uri máu cao và kali máu cao. Sỏi thận thì thường không có triệu chứng và thường được theo dõi điều trị bảo tồn khi không có biến chứng. Tuy nhiên chúng ta cần nhớ rằng là khoảng 50% bệnh nhân mang sỏi nhỏ không có triệu chứng sẽ trở lên có triệu chứng trong vòng 5 năm. Và sỏi san hô thường liên quan đến nhiễm khuẩn, do vậy những trường hợp sỏi to thì nên điều trị ngay khi phát hiện ra sỏi. Một số cái lưu ý, ví dụ như là với trường hợp mà sử dụng thuốc ấy, ví dụ như là những thuốc mà chỉ định trong những trường hợp mà tăng oxalat niệu nguyên nhân từ ruột ấy, thì mình có thể cho sử dụng một số thuốc như canxi để điều trị, để uống trước khi ăn 3 phút. Loại sỏi những trường hợp là sỏi oxalat canxi là mình dùng như vậy. Đối với thuốc febuxostat điều trị tăng axit uric máu thì cần phải uống sau bữa ăn. Một số cái lưu ý. Rồi sau đây là kết thúc các phần ở trên đây là tôi đã trình bày xong cái phần chuẩn đoán điều trị phòng bệnh đối với cái sỏi tiết niệu, những cái cập nhật mới.
Xin trân trọng cảm ơn các quý đồng nghiệp.